những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 dùng thuốc huyết áp verapamil cần ít insulin hơn hàng ngày. Nghiên cứu tương ứng đã được công bố trên tạp chí Nature. Tiểu đường loại 1 là một bệnh tự miễn dịch dẫn đến mất các tế bào beta tuyến tụy, nơi sản xuất insulin của cơ thể. Để chống lại quá trình này, bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 cần dùng insulin qua đường tiêm hoặc bơm. Hiện không có phương pháp điều trị bằng miệng cho tình trạng này. Một nghiên cứu từ năm 2014 cho thấy verapamil có thể đảo ngược bệnh tiểu đường ở động vật. Một thử nghiệm cấp tỉnh được thực hiện vào năm 2018 cho thấy rằng việc uống verapamil thường xuyên giúp bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 sản xuất lượng insulin cao hơn. Có nghĩa là họ cần tiêm ít hơn để điều chỉnh lượng đường trong máu. Nghiên cứu hiện tại là sự tiếp nối của nghiên cứu năm 2018 này. Đối với nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra những thay đổi trong các protein tuần hoàn để đáp ứng với việc điều trị bằng verapamil trong các mẫu máu của bệnh nhân. Họ nhận thấy verapamil đã thay đổi số lượng của 53 loại protein, bao gồm các protein liên quan đến quá trình điều hòa miễn dịch và khả năng tự miễn dịch của bệnh tiểu đường loại 1. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng mức độ chromogranin A, CSGA, ở những người tham gia bị tiểu đường đã giảm sau khi điều trị bằng verapamil so với những người không trải qua điều trị. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng CSGA đóng vai trò như một tự kháng nguyên trong bệnh tiểu đường loại 1 và kích thích các tế bào T miễn dịch liên quan đến bệnh tự miễn dịch. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng sau 1 năm điều trị bằng verapamil, bệnh nhân tiểu đường có mức CSGA tương tự như bệnh nhân không mắc bệnh tiểu đường. Trong năm thứ 2 điều trị bằng verapamil, nồng độ CSGA tiếp tục giảm. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc điều trị bằng verapamil có thể cần tiếp tục lâu hơn 1 năm do nồng độ CSGA tăng lên ở những bệnh nhân ngừng sử dụng verapamil trong năm thứ 2 của nghiên cứu. Các thử nghiệm sâu hơn cho thấy verapamil có thể đảo ngược tác động của bệnh tiểu đường loại 1 lên các tế bào miễn dịch khác nhau, bao gồm các cytokine tiền viêm đang lưu hành và các tập con tế bào T trợ giúp, từ trình tự RNA của các tế bào tuyến tụy. Các nhà nghiên cứu sau đó phát hiện ra rằng verapamil thúc đẩy sự biểu hiện của gen chống oxy hóa, chống chết tế bào và điều hòa miễn dịch. Các nhà nghiên cứu cho biết những thay đổi này có thể giải thích một số cải thiện trong chức năng tuyến tụy khi tiếp tục sử dụng verapamil. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những phát hiện của họ cần được xác minh bằng các thử nghiệm lâm sàng lớn hơn trước khi có thể đưa ra bất kỳ kết luận nào. Ở người mắc bệnh tiểu đường loại 1, ngay cả một lượng nhỏ sản xuất insulin nội sinh được bảo tồn trái ngược với nhu cầu insulin ngoại sinh cao hơn đã được chứng minh là có liên quan đến cải thiện kết quả và có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm chi phí cao liên quan với việc sử dụng insulin. Anas Saleb, MD, Giám đốc Trung tâm Toàn diện Bệnh Tiểu đường tại Đại học Alabama ở Birmingham cho biết, thực tế là những tác dụng có lợi này của verapamil dường như kéo dài trong 2 năm. Trong khi việc ngừng sử dụng verapamil dẫn đến sự tiến triển của bệnh, cung cấp thêm một số hỗ trợ cho tính hữu ích tiềm năng của nó đối với điều trị lâu dài, bà nói thêm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!